di động thông minh, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng Việt Nam. Mua iPhone chính hãng đến ngay di động thông minh. Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Vào thẳng vấn đề nhé, hôm nay chúng ta sẽ speed test hai sản phẩm chạy con chip đều có số hiệu đó là 990. Ở bên tay trái của mình đấy là con chip Kirin 990 ở trên chiếc Huawei Mate 30 Pro. Còn ở bên tay phải của mình đấy chính là con chip Exynos 990 ở trên chiếc Galaxy S20 Ultra. Đấy, hôm nay thì chúng ta sẽ speed test hai sản phẩm này với nhau. Đấy, thực ra là ngày trước ấy, là mình đã mở hộp trên tay và speed test rất nhiều những cái sản phẩm khác với cả cái con chip Kirin 990 này rồi. Ví dụ như chip 855, 855 Plus, rồi là chip Exynos 9825 đấy. Nhưng mà hôm nay mới có dịp để đặt cạnh chip 990 của Exynos ấy, để chúng ta có thể có những bài speed test nó chuẩn hơn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ để máy bay nhá. Các bạn nhìn được không? Cả hai máy đều phải để ở chế độ máy bay. Đấy, đây. Ok chưa ạ? Và cả hai máy của chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem là còn ứng dụng chạy ngầm được không. Không còn bất kỳ ứng dụng chạy ngầm nào cả. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động lại hai máy để xem là máy nào sẽ khởi động lên trước nào. Trong lúc chờ đợi hai máy khởi động lên ấy, thì mình cũng sẽ nói luôn, đấy là cái con Samsung này thì nó sẽ có 12GB. Đấy, còn con Huawei này thì nó sẽ là 8GB. Đấy, tuy nhiên là mình nghĩ là 8GB và 12GB thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc đua tốc độ đâu. Còn bộ nhớ trong ấy thì lại ngược lại, bộ nhớ trong của con Huawei này thì đã là 256GB rồi. Con Samsung khởi động lên trước này. Còn con Samsung thì bộ nhớ trong của nó là 128GB. Đấy, thì mình cũng sẽ nói thêm những thông tin đấy. Nhưng mà chủ yếu là đối với những flagship này thì chúng ta sẽ đến phần lớn là từ con chip thôi. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ tắt lại ứng dụng chạy ngầm, tắt hết nó đi. Được chưa ạ? Các bạn thấy chưa? Máy bay vẫn đang để nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào màn hình để load game ứng dụng nào. Ok, chúng ta sẽ đến với ứng dụng đầu tiên, đó là AnTuTu để xem cho vui. AnTuTu bao nhiêu đây? Ok, cái con S20 Ultra đã khởi động lên trước rồi. Điểm AnTuTu của nó rơi khoảng 492.000, nó sẽ cao hơn mức 449.000 của con Huawei. Đấy, các bạn thấy chưa? Điểm số như này cũng là để xem cho vui thôi. Đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Zombie Tsunami đã. 1, 2, 3. Oh, hình như là mình thấy là con Kirin 990 đã vào trước thì phải. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Subway Surfer nào. 1, 2, 3. Kirin vào trước rồi, Kirin 990 nhanh quá. Thực ra là trước mình test con Kirin 990 này so với những cái con chip khác ấy, thì Kirin 990 nó vẫn rất là nhanh. Đấy, chúng ta sẽ đến với Zpack nè. Các có thể nhìn thấy là màn hình con này như ở tràn viền luôn, con Huawei này. Đấy, Huawei nhanh hơn nhá. Màn hình con Huawei nhìn rất là đẹp luôn, nhìn kiểu nó bị nó tràn viền ra ấy. Đấy, bởi vì là nó làm vuông góc mà. Cái phần này gần như là nó vuông góc, màn hình thác nước. Đấy. Đến cái này sao? Ô, cái này rất là đồng đều. Đến Tempran 2 thì hai máy vào rất là đồng đều. Này các bạn nhìn kỹ nhá, xem cái nào hiển thị lên trước nào. Đấy, rất đồng đều luôn. Hiện tượng game này thì rất là đồng đều. Cái này vuốt 3 lần lên thì nó mới được. Đấy. Cái đấy cũng là một cái tính năng rất hay của Huawei để nó tránh cái tình trạng là chúng ta đang chơi game bị thoát ra. Đấy, Huawei vào trước. Đến cái này thì con S20 Ultra này vào trước. Rồi, chúng ta sẽ đến với Shadow Fire 3 nào. Ok, con S20 Ultra này đã vào trước một tí ti rồi. Rồi, Alphan 8. Đấy, thực ra là tất cả những bài speed test nó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Đấy, chúng ta sẽ xem là con chip nào nó nhanh hơn thôi. Đấy, như các bạn thấy không? Chip Kirin 990 là bây giờ mình thấy là vẫn là ổn đấy chứ, mặc dù là nó đã ra mắt cũng tương đối lâu rồi. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ vào phần load map nào. Đó, ok các bạn thấy chưa? Kết quả như nào các bạn đã thấy đấy, Kirin 990 là load map nhanh hơn này. Rồi, chúng ta sẽ đến với Fruit Ninja. Khá là đồng đều. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đến với Candy Crush Saga. Cũng rất là đồng đều luôn. Đấy. Như vậy là qua cái bài speed test lượt đầu tiên như này thì các bạn có thể thấy đấy là hai chiếc máy này của chúng ta đều thể hiện cái khả năng
load game với ứng dụng rất là tốt. Đấy, rất nhanh luôn. Tuy nhiên là nhỉnh hơn thì sẽ là chip Kirin 990. Đấy, nhưng mà những cái gì mà nó nhỉnh hơn so với con chip Exynos 990 thì cũng không phải là quá nhiều đâu. Đấy, các bạn có thể thấy là Mate 30 Pro bây giờ vẫn có một cái tốc độ rất là đáng nể. Giá của hai sản phẩm này thì khá là lệch nhau. Đấy. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán của hai sản phẩm này tại website của Di Động Thông Minh nhé. Cuối video thì mình sẽ cho các bạn xem đường link cũng như là giá bán chính thức của hai sản phẩm này như thế nào. Đấy, đa nhiệm thì chắc là với những cái quái vật như thế này rồi, RAM 8GB đến 12GB rồi thì chắc là không phải lốt lại đâu. Chính xác là như vậy, không phải lốt lại bất kỳ tựa game ứng dụng nào cả. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Huawei Mate 30 Pro và Galaxy S20 Ultra về cái tốc độ lốt? Các bạn cảm thấy sao cũng thể để lại comment để cho mình biết nhé. Hôm trước thì Admin Kha đã có bài test từng cái con chip này rồi, và chip Kirin 990 thể hiện khả năng chơi game rất mượt mà. Trong khi đó thì con chip Exynos 990 đôi khi vẫn xảy ra hiện tượng lag và giật đối với những tựa game như ở Liên Quân Mobile với PUBG Mobile. Đấy, đôi khi thôi nhé. Đấy. Và giá bán ấy, thì hai trò này cũng lệch nhau tương đối nhiều đấy. Giá bán của Galaxy S20 Ultra như nào thì bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Di Động Thông Minh. Hiện tại thì Di Động Thông Minh đang cho các bạn đặt hàng trước cái Galaxy S20 Ultra này đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hình như nếu bạn không nhận quà thì giá trừ đi cho con S20 Ultra này sẽ là rơi vào khoảng gần 5 triệu đồng.